Hôm qua thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có đầy đủ 30 cầu thủ trong danh sách đăng ký để tập luyện sau khi tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã có mặt ở Singapore. Cả đội đang rất tập trung để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Malaysia vào tối mai, ghi nhận của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, buổi tập ngày 10 tháng 12 của đội tuyển Việt Nam diễn ra trong điều kiện trời mưa, sân trơn và bóng ướt. Cũng dễ hiểu thôi bởi thời điểm tháng 12 là mùa mưa tại Singapore và chúng ta hoàn toàn phải thích nghi với điều kiện thời tiết như thế này. Việc tập luyện dưới mưa cũng sẽ giúp cho thầy chó luyện viên Park Hang-seo có thể làm quen hơn với điều kiện thời tiết này nếu trong các trận đấu của chúng ta có những điều kiện thời tiết tương tự. Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sau khi tới Singapore đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và tham gia tập luyện cùng với đội tuyển Việt Nam. Như vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có đủ 30 cầu thủ để tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu tại AFF Cup sắp tới. Tuy nhiên, khả năng Lý Công Hoàng Anh được đăng ký vào danh sách thi đấu ở trận gặp đội tuyển Malaysia là rất nhỏ bởi đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều tiền vệ tài năng khác. Lúc này đội tuyển Việt Nam không có cầu thủ nào gặp chấn thương. Những cầu thủ chưa ra sân ở trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Lào đều đang có trạng thái tốt nhất như đội trưởng Quế Ngọc Hải hay Tuấn Anh, cầu thủ cũng đã ghi bàn trong trận đấu nội bộ của đội tuyển Việt Nam. Có thể nói tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu gặp đội tuyển Malaysia, một trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo có đánh giá rằng đây có thể là trận chung kết sớm của bảng B trong việc giành quyền và bán kết của các đội bóng ở bảng đấu này. Quang Việt, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, tác nghiệp tại Singapore. Lúc này tại Singapore đang diễn ra buổi họp báo chia sẻ thông tin với báo chí trước trận đấu vào ngày mai. Có lẽ một trong những điều được truyền thông và khán giả quan tâm nhất là đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với đội hình như thế nào ở trận đấu gặp đội tuyển Malaysia. Do đối thủ này đã quá hiểu chúng ta và bộ khung của đội tuyển Việt Nam cũng đã dần được lộ diện. Nhiều khả năng vào cuối tuần này sẽ có những cơn mưa vào buổi chiều tối tại Singapore. Đây có thể là yếu tố mà huấn luyện viên Park Hang-seo cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn về mặt lực lượng. Quế Ngọc Hải và Quang Hải sẽ trở lại đội hình xuất phát. Văn Thanh cũng sẽ chơi ngay từ đầu ở hành lang biên. Và sự lựa chọn còn lại là Hồng Duy hay Tấn Tài sẽ được ban huấn luyện cân nhắc sau buổi tập cuối cùng. Hoàng Đức, Tiến Linh, Công Phượng hay Phan Văn Đức đã có những màn thể hiện tốt và nhiều khả năng cũng sẽ đá chính. Vấn đề còn lại chỉ là ở vị trí thủ môn. Huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ chọn Nguyên Mạnh hay Tấn Trường mà thôi. Huấn luyện viên Park Hang-seo không có thói quen thay đổi thủ môn ở các giải đấu lớn và lần này chúng ta sẽ cùng chờ đợi những quyết định của vị huấn luyện viên này cho trận đấu quan trọng với đội tuyển Malaysia. Đội tuyển Việt Nam chúng ta đến với AFF Cup năm nay không có được lực lượng mạnh nhất, Malaysia cũng vậy, đặc biệt là sự vắng mặt của chân sút nhập tịch Sumare. Nhưng chưa hết, ngay trước thêm trận đấu được coi là chung kết sớm của bảng B của đội tuyển Việt Nam thì họ lại tiếp tục nhận những tổn thất về lực lượng rất lớn. Sau trận đấu với đội tuyển Lào, huấn luyện viên Tan Chanh Huê đã xác nhận ngôi sao Akhil Rashid đã dương tính với SARS-CoV-2 và chắc chắn vắng mặt trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng vận đen với Malaysia chưa dừng lại đó. Hôm qua, cầu thủ Quentin Cheng là thành viên mới nhất của đội bóng này dương tính với SARS-CoV-2. Điều đáng nói là trước đó Malaysia đã mất hai cầu thủ là tiền vệ Faisal Halim và thủ môn Khalid vì lý do tương tự. Điều đó có nghĩa là đội bóng này sẽ chỉ còn 21 cầu thủ đăng ký thi đấu với đội tuyển Việt Nam. Trước đó thì Malaysia chỉ mang 24 cầu thủ tham dự AFF Cup 2020, dù được đăng ký tối đa là 30 người. Tất cả các cầu thủ Malaysia mắc Covid-19 đều sẽ phải cách ly 10 ngày ở khách sạn. Do đó sớm nhất thì họ chỉ có thể quay trở lại trong trận đấu với đội tuyển Indonesia vào ngày 19 tháng 12 mà thôi.